Giáo hoàng Francis gặp Tổng giám mục Anh giáo tin từ Vatican. Giáo hoàng Francis đã gặp người lãnh đạo Anh giáo trên toàn thế giới. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã ghi nhận những sự kiện khác biệt trên nhiều vấn đề, trong đó có sự khác biệt về quyền người đồng tính, phụ nữ làm linh mục, nhưng cùng hứa hẹn sẽ tìm sự đoàn kết và thống nhất. Hai nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo đều cùng nhận nhiệm vụ trong tháng 3, và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Liên hệ giữa Công giáo và Anh giáo đã căng thẳng trong nhiều năm, đặc biệt là sau khi Anh giáo tấn phong phụ nữ làm linh mục. Tổng giám mục Justin Welby đã tới viếng thăm Vatican. Giáo hoàng Francis kêu gọi người theo Thiên Chúa giáo trên thế giới cùng làm việc để bảo vệ sinh mạng con người và tôn trọng nền tảng xã hội đặt trên nền tảng gia đình được xây dựng trên hôn nhân. Tổng giám mục Welby nói rằng, Ngài và giáo hoàng sẽ phục vụ cho sự hòa giải thế giới và giáo hội, nhưng con đường thống nhất của các giáo hội Thiên Chúa giáo còn là con đường rất lâu dài. Giáo hoàng Francis đã lên lãnh đạo 1.2 tỷ tín đồ Thiên Chúa giáo ngày 19 tháng 3, thay thế giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố thoái vị. Tổng giám mục Justin Welby đã lên thay thế Tổng giám mục Rowan Williams, lãnh đạo 80 triệu tín đồ Anh giáo trước đó 2 ngày. Trong năm 2009, giáo hoàng Benedict XVI đã ban hành một giáo lệnh nói rằng những người theo Anh giáo cảm thấy giáo hội của họ quá tự do, có thể tìm về căn nhà của Công giáo, nhưng vẫn có thể tiếp tục giữ truyền thống của họ. Việc Tổng giám mục Welby gặp giáo hoàng là một bước tiến quan trọng trong việc tìm thống nhất sau khi vua Henry đệ tam cắt đứt liên hệ với Roma và tự coi là nhà lãnh đạo giáo hội Anh giáo trong năm 1534. Sau khi gặp nhau, giáo hoàng Francis và Tổng giám mục Welby trao đổi quà tặng cùng tham dự một buổi lễ cầu nguyện trong nhà nguyện Vatican.